Hello tất cả đám nha và chào Monrodo trở lại với channel của mình. Mình là Bisugu đây. Và chào Monrodo trở lại với cái series mà Bisugu chơi đấu cho chân lý mùa 6.5 nào. Thì cái trận này như năm hiện tại là mình khá là may mắn luôn á, tại vì mình được một cái lõi trái tim ngẫu binh lõi bạc thôi, nhưng mà giúp mình có bàn ngẫu binh ngay từ round 2.1 á. Mình up Leoi 2 star luôn nha. Tại vì mình chết sơ qua cái trận này có rất là nhiều người up 4 với lại là tướng 1 vàng 2 star không mòn cái đội hình của mình thì chắc chắn thua rồi đó. Mà ngẫu binh này thua là tốt rồi. Nghĩ giáp máu luôn nè. Chứ được một con hoặc là hai con là đẹp vời. Chứ được ạ. Ủa, em khi có sức sống mới hồi lại máu ghê quá. Đập đó được không? Úi xôi, không nổi luôn mọi người à. Eloi 2 sao cộng giúp máu mà không giết được một thằng luôn. Khổ vãi cái trưởng à. Cái trận này team team bạn up level 4 khá là nhiều luôn á. Với lại là toàn tướng 1 vàng 2 sao không à. Không biết mình có nên bỏ thêm tướng vào để đếp máu không ta. Tại vì mình thấy có vài ông mà tướng 1 vàng 1 sao á. Đây nè, level 3 đây mà. Nghĩa là nếu mà bỏ thêm tướng vào mình xui xui gặp mấy con đó là mình thắng chắc luôn á. Nên thôi, chơi chắc bắp một tí. Mặc dù chưa có hai con thôi nhưng mà một con Eloi 2 sao cộng giúp máu rồi khá là chất lượng quá. Nếu như mà hên hên thì giết được tầm 1-2 con thì mình lờ rồi chứ gì nữa. Ok. Cái trận này thì mình chưa biết là mình sẽ chơi được cái chủ thua bao nhiêu trận cả. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà nó ra lõ cái gì nữa anh em à. Hoặc là tí nữa có ai AFK không thôi. Sợ gì thôi chứ. Dưới đường con cũng được rồi. Ok đẹp quá. Ui sao đánh qua quýt kìa ông nội. Đánh qua quýt là dưới đường con nữa rồi đó. Ok thua 3 con cũng được anh em ơi. Mọi người nào muốn xem thêm gì hãy cứ lên kênh YouTube của mình để xem nha. Hoặc là anh em lên store tên là Biusagi cộng kèm với tên thử thách hoặc là tên meta là nó sẽ ra hơn mọi người ạ. Để đăng video của mình là hai cái một ngày. Một cái là về meta, một cái là về đồ dị và cũng như là thử thách ha. Mid Fortune nè. Mid Fortune mình có rồi anh em à. Giờ nếu như mà mình có win với lại là con găng bài lăng á thì mình sẽ có 5 ngõ binh từ rất là sớm luôn. Để tí nữa mình đi chợ xem thử nha. Nếu mà đi chợ mình lượm được con găng bài lăng hoặc là con win thì mình sẽ roll kiếm con còn lại nha. Để đủ 5 ngõ binh từ sớm cho chủ thua cứ gọi là nhất cái đách. Tại vì chủ thua mà 5 ngõ binh đó nó sẽ xịn gấp 4 lần chủ thua mà 3 ngõ binh thôi mọi người. Anh em nào mà xem thấy hãy đừng quên nên một like đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông nha để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đã chơi kênh hàng ngày nha. Động lực cực kỳ lớn luôn để mình tiếp tục ra những video chất lượng hơn á mọi người. Ui hôm nay mạnh thế nhờ, thua nguyên sàn á mọi người à. Đường con không? Dưới sự quan kìa, đập thêm cái nữa. Ồ không nổi luôn à. Ok đường con mọi người ơi. Eloi 2 sao cầm giáp máu á mà đếp vẫn không nổi mà. Anh em mạnh quá. Ok đội hình của mình đang là siêu yếu luôn á nha. Ông này level 4, ông kia level 4, cái này level 5, level 5 full 2 sao các kiểu không mà. Chắc là đội hình của mình thua á. Bỏ thêm tài lon vào để chọn đích sau nữa anh em ơi. Trời ông này level 5, hai con tướng 1 vàng 2 sao cộng với là hai con tướng 2-3 vàng các kiểu luôn, khá là nhiều á. Ê từ từ. Dũng thắng quá ta, what the fuck. Ơ thắng luôn à, ảo thiệt đấy anh em ơi. Không có tin được luôn á, ông này level 5 và hai tướng 2 sao nha. Mình level 4 và chỉ có một tướng 1 sao thôi mà vẫn thua nè. Ông mà vẫn thắng nè. Rồi mất cái hũ luôn, khoai thật sự ạ. Không có tin được luôn á. Ok không sao không sao, nổ hũ sớm cũng được. Để xem trận này cho mình cái lỗi gì ta. Bỏ tướng ít vào đi anh em ơi. Tại vì nếu bây giờ mình chơi tiếp tục là chủ thua á thì nó mà hên đúng không? Cái loại thứ hai nó cho mình là cái loại khổng lồ hóa thì mình vẫn fit được chủ thua 12 trận như bình thường ha. Nhưng mà phải là cái loại thứ hai là khổng lồ hóa nha. Nếu mà cái loại thứ hai đó chính là nhỏ mà có vỏ thì vẫn không đủ máu đâu. Cứ chơi thôi, chủ thua ngộ binh gọi là chơi rồi chưa bao giờ sai cả, còn nhiều máu thì cứ quất thôi, sợ gì mọi người. Anh em nào mà có góp ý gì về cách mình chơi game nào, bình luận nào hoặc làm video á, hãy bình luận góp ý ở phía dưới nha. Để mình có thể đọc được hết tất cả bình luận của anh em và trả lời từ cái một cũng như là nếu mà mình thấy cái gì sai á thì mình sẽ sửa ha. Rồi giết con vết này luôn, được một con nè. Tại bạn 5 đứa mà lúc đầu game mà giết được tầm 2 con á là quá đẹp rồi. Tại vì con vết lúc đầu game á nha, nó sẽ không trừ máu, nó sẽ trừ máu tướng thôi. Thêm con nữa, ok, quá là đẹp luôn. Một con tướng lúc đầu game thì nó sẽ trừ anh em tầm 2 máu. Còn bet á tầm round 2 chấm á là nó sẽ không tính máu, tầm round qua 3 chấm anh em à. Thì bắt đầu trừ máu. Trừ 1 máu rồi lên 2 máu rồi lên 3 máu và tầm vào cuối game thì cho anh em bay màu nhanh lắm. Trời ơi hang lucid à.
Cái này mà có găng bà lăng thì tuyệt vời rồi. Mình roll kiếm nó win luôn. Hồi nãy đi chợ thì không thấy win với lại là găng bà lăng luôn, khá là xui. Thôi là mình cũng roll rồi. Cái lõi thứ hai nha, cái lõi thứ hai mà là linh hồn ngộ binh bạch kim á đây mà. Thì mình quốc gọi là 7 ngộ binh luôn á. Hồi trước là mình cũng có làm được một lần rồi á, khi mà cái lõi đầu tiên của mình ra đó chính là linh hồn ngộ binh, và cái lõi thứ hai nó ra cho mình đó chính là một cái trái tim. Và lúc đó là mình đã có sẵn cái form bài là có Miss Fortune rồi có găng bà lăng y là quê các kiểu luôn á, win các kiểu luôn á. Chỉ cần ra đúng hai cái lõi đó thôi là mình đủ 7 ngộ binh từ rất là sớm luôn á. Rồi 74 máu ở đây mọi. Để xem thử cái lõi thứ hai là cái lõi gì nè. Mặc dù đồ hình của mình nó ít tướng nhưng mà tướng nào ra tướng đó chất lượng. Trận này hình như có một ông chơi chung ngộ binh với mình. Đây, ông này nhất đồ full 2 sao, ông này cũng full 2 sao, khá là mạnh luôn. Trời ơi, ông Lulu 3 luôn kìa, chịu đấy. Mình sẽ bỏ tướng thêm vào hoặc là bỏ bất tướng nào tùy theo cái lượng sức mạnh của team bạn nha. Team bạn mạnh quá thì mình bỏ tướng thêm vào úp cấp các kiểu ghép đồ thôi. Team bạn yếu thì mình không có ghép đồ luôn. Trời ơi, chọn Lulu 3 này chừng nào mới chết ta. Thêm cái quả mà thuật sư được hồi thêm máu với lại là tạo giáp đó chứ. Cái lõi kìa anh em, chịu luôn. Bao châu luôn, trời ơi, nó búp một phát kìa. Với được Lulu 3 luôn. Wow, ảo nhờ đây mơ. Con Tà Lon 1 với lại là con Tà Quýt 1 và giết được Lulu 3 luôn kìa. Và giết được thêm một con bất bị hàng đầu nữa. Giết được hai con ít gì, ngon phết. Ôi rồi, trò này khá là nhiều để chơi giết đồ nha. Ông này bất bị 3 sao này nó mà cộng với cái dạng giết đồ. Sức sống mới à. Cái lõi này thật sự rất là mạnh cho những cái đồ hình nào mà nhiều tăng cơ với lại là nhiều máu á. Châu cực luôn. Lâu lâu nó bụp lên phát hồi máu. Lọt kèo luôn mà mình bị rất là nhiều lần luôn hả. Ây à, thua sắp mặt. 6 đứa dưới đường nữa còn 5 đứa. Cũng ổn, cũng ổn. Lõi thứ hai là cái gì đây? Khổng lồ hóa đi. Úi dồi, từ từ nha đêm ơi, từ từ nha đêm ơi. Cái nào cũng ngon hết nha. Khu đồ hiệu với lại là linh hồn ngõ binh luôn à. Nếu mà muốn chơi lớn á, nếu mà muốn chơi lớn nha đêm ơi, là mình sẽ lấy khu đồ hiệu đi. Thật, tại vì mình bữa giờ đang làm một cái thử thách mà thật sự rất là khoai luôn á, mà bữa giờ anh em yêu cầu cho mình khá là nhiều luôn. Đó chính là roll tướng 5 vàng 3 sao ở level 8. Thật sự đấy, nhưng mà mình lấy cái linh hồn ngộ binh kia á thì nó cũng quá là bình thường rồi. Cũng có nhiều trận mình làm được rồi, mà cũng như là 7 ngộ binh đó thì nó cũng khá là dễ rồi. Nhưng mà cái khu đồ hiệu này nè thì là một cái loại rất là hiếm nha. Và nếu mà nó ra sớm như vậy á sẽ là một cái lợi thế cực kỳ lớn luôn. Tại vì mình level 5 đúng không, là roll nó level 6, và mình level 6 nè là roll lên level 7, và mình chỉ còn lên level 8 thôi là mình có tỷ lệ roll được ở level 9 nha. Bữa giờ mình cũng đang săn cái combo lõi chính là khu đồ hiệu với là thăng cấp nhanh đó. Nếu như mà cái lõi cuối đó mình lấy cái khu đồ hiệu này là có lý do hết đó này mà. Nếu như mà cái lõi cuối nó cho mình thăng cấp nhanh đó là mình sẽ được một cái combo là roll ở level 11 luôn. Nên hy sinh cái linh hồn ngộ binh để mình làm siêu phẩm mà. Anh em thông cảm nha, thật sự là mình nhìn cái linh hồn đó thì mình cũng rất là thèm thuồng á, đêm mà muốn bích lắm đó, nhưng mà cái gì cũng phải có cái giá hết thôi. Mình đang tính làm thử thách đó chính là roll tướng 5 vàng 3 sao ở level 8. Để xem tới trận này làm được hay không nha. Nhưng mà nếu mà trận này mình nổ được cái hũ này xong á, chắc là mình cũng khá là nhiều tiền nè. Ở gần một lần luôn anh em ơi, lấy luôn nha. Rồi, 5 ngộ binh luôn cho em đó nè. Trận này ra lõi khá là ảo quá. Lõi đầu tiên lõi bạc, nhưng mà lõi thứ hai là bạch kim. Lõi thứ ba không biết là cái gì, nhưng mà vẫn có khả năng và vẫn có tỷ lệ ra thêm được một lõi bạch kim nữa. Còn nếu mà nó không ra thì mình đón gọi là tỷ lệ cao luôn nha, nên nó sẽ ra lõi bạc hoặc là lõi vàng, mà là lõi vàng cao hơn nha. Lõi bạc ở lõi cuối nó rất là thấp tỷ lệ ra luôn á. Đây, cứ găng bà lăng bỏ vào là 5 ngộ binh luôn. Bây giờ mà chơi chủ thu 5 ngộ binh đó thì nó sẽ bắt đầu từ chủ thu 8 hoặc là chủ thu 9 nha anh em ơi. Và mình chỉ còn thu thêm tầm 3 trận nữa thôi á thì 5 ngộ binh này nó sẽ tính là chủ thu 11 hoặc là 12 luôn á. Xịn sò không? Và những cái chủ thu này nè nó sẽ ram đúng xuất sắc nha. Nếu như mà mình hơn á thì mình sẽ được tướng 5 vàng 2 sao luôn. Còn hơn nữa là mình sẽ được rất là nhiều noco, từ 1 đến 2 hoặc là 3 cái luôn.
Mà nếu bây giờ mình thắng á thì nó cũng khá là ngon cho mình luôn á, tại vì năm ngõ binh mà chơi chủ thắng thì nó chưa bao giờ là nó giỡn cái đây mà. Một trận ít nhất là mọi người sẽ được thêm từ 4 đến 8 vàng. Và nếu mà hơn được hơn nữa thì sẽ được mảnh trang bị nè, rồi gan đạo tặc nè, rất là nhiều luôn á. Nên ngõ binh mà năm á chủ thắng thì chưa bao giờ là giỡn cả. Trời ơi, thua sắp mặt luôn. Ôi xa, 6 đứa thua 6 đứa luôn kìa. Tại vì anh biết sao không, cái lỗi của mình là phải roll hoặc là mình phải xài tiền á thì mới bắt đầu phát huy tác dụng được. Còn những cái lỗi của người ta là thường là biến hệ nè, rồi thăng cấp nè, rồi ón các kiểu nè, nếu mà hoặc là tăng sức mạnh á, người ta được tăng sức mạnh đội hình ngay lập tức luôn, nó chắc chắn là người ta sẽ mạnh hơn mình khá là nhiều ở giai đoạn này rồi. Ông top 1 đang khá là cháy, ông top 2 cũng đang khá là cháy luôn. Ủa, mà có ông top 1, đúng rồi đây mà. Hình như là cái ông top 2 á là chưa thua cái trận nào. Nhưng mà là top 2, nghe cay không? Ông này là top 1 nè, quyền năng khổng thần. Tên khá là lạ luôn, quyền năng khổng thần ở đây mà. Cái đồ bên này bình thường á tên là quyền năng khổng lồ nha. Quyền năng khổng thần. Tên khá là dị hợm luôn á. Ê, phải thua nha, thua được không? Thua được không? Đừng có thắng sớm cái gì chứ. Rồi thắng rồi em ơi, cái này khó thua lắm. Cái này thì hơi bị khó thua rồi. Ok không sao, nổ luôn cái hũ này nha. Nổ luôn cái hũ này để mình lấy tiền mình lên level 8 mình roll cho nó sớm. Găng mà lăng 2 sao luôn à. Tướng 4 vàng nè, tướng 5 vàng này thấy không? Úi xời ơi, hai con tướng 5 vàng, một con tướng 4 vàng và một đống tiền. Mình đã có tỷ lệ ra tướng ở level 8 nha, với tướng 5 vàng là 4%. Giờ mình chỉ cần tích tiền và lên level 8 thôi anh em à, là sẽ có tỷ lệ ở level 9 với 14% hay là 15% gì đó mình quên rồi. Còn nếu mà mọi người mà lên được level 11 á thì tỷ lệ roll tướng 5 vàng nha là 35%. Còn nếu như mà lại là level 10 á thì mình nhớ không nhầm là 25% hay sao quá anh em à. Ra găng các kiểu cực kỳ nhiều luôn. Từ nha, mình nổ cái hũ xong á, bây giờ tiền của mình đang khá là nhiều luôn á, nhưng mà mình còn phải snowball được mới thôi là thua mất. Tại vì máu người ta còn nhiều, còn máu mình thì nó đang gọi là hấp hối luôn á. Rồi, vậy là mình sẽ ghép đồ thế giới cho con Kai'Sa này luôn á. Một cái găng nè, một cái vô cực nè. Cái này thì ghép đồ full tăng cho JC luôn đi. JC tướng 5 vàng mà. Hiện tại đội hình của mình đang khá là chất lượng, mặc dù là ở mới level 7 thôi và ở ra 4 chấm, nhưng mà mình đang cái đội hình là gần như là tướng 5 vàng hết luôn á mọi người. Với JC, Kai'Sa, Victor và cũng như là Irelia các kiểu 4 vàng thôi. Wow, đâu thế? Nổ hũ xong mà vẫn chưa thua như thế này, rất là nguy hiểm nè. Rồi level 8 nha. Mình sẽ roll nó level 8 này nha anh em. Kai'Sa, Lucian 2. 22 máu à. Mình gọi là chơi lầy lội luôn đi. Mình sẽ roll bằng tiền lãi. Tại vì nếu mà muốn có siêu phẩm á thì mình phải chịu nhịn đắng nút cay thôi anh em. Bây giờ mà mình bốc tiền sớm quá thì mình mất tiền lãi rất là nhiều luôn. Nên chơi lớn thôi. Mình không chỉ là muốn roll một con 5 vàng 3 sao ở level 8 mà mình còn muốn roll 2 hoặc là 3 con hoặc là 4 con luôn nha. Tại vì chỉ là level 8 nhưng mà mình có tỷ lệ roll level 9. Kai'Sa. Ok. Một tướng 4 vàng và 3 vàng được thêm vào rune của bạn. Cái lõi chủ thua này ngon thế nha, một phát được 7 8 vàng luôn. Trời, top 1, top 2 đang đánh nhau kìa. Cái ông top 2 nãy giờ chưa thua một cái trận này luôn á, ghê thực sự. Mới nói xong thua luôn rồi. Mới khen ai xong mà đi luôn chứ. Ồ, tam ken. Ngon, trời ơi vàng kìa. Úi trời ơi. Cho nó nuốt luôn nha. Bây giờ mà mình muốn chơi 7 ngộ binh thì phải có thêm một cái ón nữa. Mà ón là kiếm đâu ra, cái này là chỉ có thể đi chợ thôi. Hoặc là cái lõi cuối cùng nó ra cho mình. Thật sự là mình chưa bao giờ thấy mà cái lõi đầu tiên nó ra mà cái lõi thứ hai nó ra giống cái lõi đầu tiên nha anh em. Giả bộ cái lõi thứ hai hồi nãy đúng không, mình ra linh hồn đúng không, mà mình không có chọn á, thì
thì cho dù cái lõi thứ ba nó ra bạch kim á, thì nó sẽ không ra lại cái lõi thứ hai mà nãy nó từng ra đâu. Theo kinh nghiệm của mình từng chơi là như vậy. Đây, đội hình của mình bây giờ cũng khó thua lắm rồi. Giờ cũng khó thua lắm rồi. Cái xe đồ đẹp quá nè. Có tem kinh sớm thì chắc là mình nuôi nó xương xương thôi. Nuôi bằng tướng 1 vàng 2 vàng để cho nó mạnh một chút. Ôi, cái xe đồ đẹp này em ơi. Lấy về là 2 sao luôn nè. Thẻ tôi ra. Trời ơi, ngon quá. Cái xe 2 luôn. Cái xe này lên 2 khá là dễ. Một con nó rớt ra cho mình từ cái hũ mà chủ thua. Một con nó tự ra. Mình rôn có 1-2 lần nó tự ra luôn. Và cũng như là một con mình lượm được ở đó đi chợ. Và đồ phải gọi là siêu đẹp luôn á. Không cần phải tốn quá là nhiều tiền. Ngon. Mình nghĩ là với cái lượng đồ cây sa với lại là 2 sao sớm như này thì chắc là khó thua rồi. Ủa, một con cây sa nữa nè. Jesse. Alo. Jerry. Đấy. Ngon. Galio 2 luôn ấy chứ. Ron dễ chưa. Đây. Galio 2 thì xài luôn chứ. Lại ngon cái gì nữa mọi người. Ok. Mình có nhiêu tiền thì mình nuôi đến nhiêu tiền thôi. Ít thì mình nuôi ít thôi. Bán Lucian luôn nha. Đây, cái này lấy chất lượng đề số lượng nè. Nghe đi vô nét châu đừng hỏi. Ui, ông này cũng có tam ken nè. Ông này lôi đâu ra tam ken nó lên vào 7 vậy. Ở mình thua nè anh em. What the. Mạnh thế ông ơi. Úi rồi, tôi biết ngay mà, lỗi bạc mà. Mà tỷ lệ cái tỷ lệ mà ra lỗi bạc ở cái lỗi thứ ba này nó cực kỳ thấp luôn mà nó vẫn ra được ta. Kinh dị thì. Tam Ken này, JC nè. Cái đội hình này của mình mà vẫn thua được á ta. Mình không có tin được luôn mọi người. Sao thua được nhờ. Đồ đẹp, tướng đẹp. Lõi cũng đẹp luôn mà vẫn thua. Thấy nó mới ảo chứ. Không sao, mình nghĩ chỉ hồi nãy chỉ là sơ suất thôi. Tại vì Kai'Sa trước khi mà nó bị nó tung skill là bị Tam Ken nuốt nên chết luôn. Tung được skill là thắng rồi. Ước gì cái rau quá cuối cùng nó rớt ra cho mình một cái sách chọn ấn. Mình lấy được một cái linh hồn nữa. Ngộ binh đến đây mà. Quốc luôn 7 ngộ binh thì thôi chứ gọi là siêu phẩm trong siêu phẩm luôn. Có một ông chơi Tam Ken rồi. Vậy là trận này chắc là không nuôi được Tam Ken 3 nữa mà. Tại vì tướng 5 vàng có 10 con thôi. Muốn lên được 3 star là phải 9 con rồi. Không có nêu cô mọi người ơi. Có đồ không? Có đồ luôn. Nó rớt về nhà mình rồi đó. Trận này mặc dù chỉ là ra được một cái loại bạch kim nha. Nhưng mà nó lại là một cái loại chất lượng nhất luôn. Quá là hợp lý. Ủa cây xe. 5 cây xe rất là dễ luôn quá ho. Vãi chưởng á. Được thế. Thấy không? Chơi ngõ binh đó anh em. Đồ, tiền. Các kiểu rất liên tục. Mình chơi hồi mình thề với nó luôn á là nó cũng full đồ à. Đồ hình của mình nó cũng full đồ à. Nhiều tướng 5 vàng quá. Không biết nuôi con nào luôn á chứ. Cái to nè anh em ơi. Tiếc quá. Không mua tiếc quá. Không mua tiếc nhưng mà thật sự là không có chỗ mua. Cái này chắc phải bán bớt rồi nè mọi. Phải hy sinh thôi. Mỗi bán lại ra tiếp. Ồ Galio ngon. 5 con Galio luôn nè. Mình sẽ ưu tiên mình nuôi những con này mà mình đang chơi nha. Đây Jerry 2 luôn. Mình muốn bỏ là bỏ Jesse ra.
Zuko, Victor các kiểu thì ra khá là nhiều. Mà thôi. Kép đồ mà nó cứ đồ full tăng luôn, quá đẹp. Top 1 của chúng tôi. Máu ở đây mà. Tầm 15 máu ở những cái round 5 chấm như thế này thì mình chỉ cần thu đúng một trận thôi là cúp nha. Trừ máu ghê lắm. Thu đúng một trận thôi là cúp. Một cái găng cái nè. Tamkin High Style. Ủa độ xấu thế. Đây, Tamkin 2, Galio 2, Kai'Sa 2, Jerry 2 luôn. Kai'Sa với lại là Tamkin, Kai'Sa với lại là Galio đang có 5 con nha. Hai con này là có tỷ lệ là được 3 sao cao nhất luôn á. Tại vì cái trận này mình chết sâu qua rồi, không ai chơi hai con này á mọi người. Còn Jerry với lại là Tamkin là có người chơi. Quá mạnh. Tại xứ. Hơi tiếc vì cái lỗi cuối cùng của mình không phải là cái thăng cấp nhanh. Cái combo này là từ đầu mùa là mình đã có làm được rồi nha. Tại vì từ đầu mùa là nó tăng tỷ lệ ra ba lò bạch kim rất là cao luôn. Nhưng mà Riot nếp lại cái tỷ lệ đó rồi nên mà giờ sang ba lò bạch kim cho một trận khó lắm. Tamkin nè, Victor nè. Ủa, JC nữa. Mới bán xong em nó thì em nó lại ra tiếp rồi người ơi. Giờ mới ra Jin. Giờ mới ra Jin. Giờ mới ra Jin thì sao mà cháu chơi được. Ôi em này cũng trâu đấy. Mình may mà lắp một cái gì khổng lồ rồi. Bắn nó cũng có máu đó. Cũng vào máu đó. Thương mại hình như là phải dùng nhiều lần mới vào máu được. Châu thật sự. Ok. Đây mình nói rồi mà, chơi ngõ binh với lại Tamkin hát đồ. Chơi hồ đồ hình mình nó cũng full đồ à. Thì có chứ. Nó sắp full rồi nè. Mình mà không lắp cái vút 7 hay là những cái món đồ mà có găng á, mình gấp luôn cái găng hát đồ chắc đã full đồ từ lâu rồi. Ủa cái xe kìa. Cho tôi ra. Cho tôi ra. Cho tôi ra, túm lượm cây xa. 6 cây xa luôn á mọi người, đứng 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 đứng. Ui, ba thằng chăn cho một con. Hên là nó đi đúng cái chỗ mình. Đi mà đúng cái chỗ mình gọi là được thả ra luôn á, hên vãi. Nó đi mà chỉ cần nhích qua kia tí thôi, kia nó lượm nó bú liền ở đây mà. Là mình lên cây xa ba rất là khó luôn á, tại vì nó bú con đó rồi sao mà lên được đó. Ồ Tamkin nè, 5 con Tamkin, nãy xứ. Thật sự là chơi mà chủ thắng mà 5 ngộ binh đó thì nhưng nó không có Nerco anh em ơi. Nó không có tỷ lệ xuất hiện Nerco. Tại vì nó cùi quá. Còn mà chơi chủ thắng mà 7 ngộ binh đó nha, rớt Nerco mình nghĩ là dễ. Mình có chọn mà một lần rớt hai cái Nerco luôn mà. Chơi chủ thắng luôn đó nha, ảo lắm. Illusion 3 up các kiểu khá là nhanh. Hôm nay 3 star cũng nhiều nhưng mà đội hình có hơi yếu. Chú. Trời ơi, cây xa một cái quy thôi. Hút rồng hơi trâu. Mình đang có gọi là khả năng nha anh em. Là lên được cây xa 3 rất là sớm nè. Sẽ có nhiều anh em hỏi đó, tại sao mình không up lên level 9 rồi mình roll được ở level 10. Ôi cái xa này nó mơ. Bán dinh đi. Từ để mình roll nốt rồi đã. Galio 6 con nè. Đó, sẽ có rất là nhiều anh em hỏi là tại sao mình không up lên level 9 để mình roll lên level 10. Thứ nhất đó, là mình đang muốn làm thử thách đó chính là roll tướng 5 vàng 3 sao ở level 8. Và thứ hai á, hồi nãy cái lượng máu của mình á, nó cũng không cho phép mình tích tiền và up lên level 10 nha mọi người.
Đây là hai cái lý do chính đó. Lại là mút rồng à. Vì mút rồng này mình đã giờ mất mấy món đồ. Cái đồ mình ghét con Gileon nó giống như cái đồ random của Gary luôn. Ảo thật sự. Ông này đánh lâu thế. Cái gì kia à? Ủa cây xe random đồ kìa. Siêu đẹp luôn á. Bỏ vào chơi cũng được. Ủa 8 cây xe. 8 cây xe nó mới. Nice. Từ giá. Rồi. Không có giành tướng hết. Yari nữa nè. Bị con tướng rồi. Không bán được con nào hết đó. Bỏ thôi nha anh em ơi. Bỏ thôi. Tại vì mình không bán được con nào hết. JC cái kiểu Tam Ken thì nó cũng đang bằng hoặc là hơn tướng Yari mà bán này lại. Không có lời, không có lỗ luôn, bán chi. Ông này không lượm đồ AFK à. Tam Ken 6 con nè. Gideon 7 con nè, ngon. Rồi. Tí roll tiếp mọi người ơi. Phải để dành tiền nha, đừng có khô máu. Tại vì âm top 1 còn rất là nhiều máu luôn. Mình cứ từ từ thôi. Mình nghĩ là trận này chắc là phải tới round 6 chấm mấy cơ. Tại vì máu còn nhiều lắm. Nếu mà đánh ổn á, mà mình thắng ít đó nha, là tới round 7 chấm là chuyện bình thường. Mà riêng ông này dành Tam Ken thấy ghét quá à. Không biết mình có roll chay được Tam Ken 3 không thì hên xui lắm mọi người. Ok, thắng có 4 con à, đẹp. Mình thắng được tầm 2 con hoặc là 3 con là quá đẹp rồi, để trừ ít máu á, chứ trừ nhiều máu quá đi nhanh. Úi xò, Kai'Sa 3, đỡ đi. Kai'Sa 3 ở level 8 nha. Rồi, JC đang 5 con, Tam Ken đang 6 con, Gileo cũng đang 7 con luôn. Mình sẽ đợi tới ra đi chợ thứ 6.5. Rang này mình lụm nó luôn á anh em. Không? Chơi cái này độ hình hồi nó cũng full đồ hết à. Ông kia gặp băng ảo, ông này gặp băng thật. Ông này 2-3 máu hả? Chắc là mình cho ông phát đi luôn quá. Thiệt hay chưa? Cái style nó quốc còn phát đi luôn thôi. Hết máu quá. Trời ơi. Đỡ hội lên cái luôn á. Đi luôn ông ta. Ui hình còn 3 máu nha. Mình chỉ cần bỏ thêm một con tướng vào thôi á, làm nó đi luôn á. Ông này thua à? Không phải trưởng, ông này thua à? Ông này thua à? Mất máu nhảm đi cha. Trời ơi, mất máu nhảm chưa? Tiếc ghê. Giờ một tấc máu là một tấc vàng đó nè mà. Càng lâu càng tốt nha, để mình có tiền mình roll từ từ. Galio 8 con luôn, roll nốt. Không ra, JC 6 con luôn nè. Ok, anh em ơi, roll về để dành lại chút tiền để nó. Rồi sau mình còn có mình roll tiếp. Với lại nó nốt ra này mình đi chợ rồi. Mình làm được Galio luôn thì ngon quá ha. Cái quả Kai'Sa 3 lên 18 như này thì bốn nào đỡ được anh em. Ơ ảo nhờ, what the fuck. Hồi nãy cái ông này gặp bản ảo á thì thua, mà giờ gặp bản chính á thì lại thắng. Hư cấu thật sự. Ơ từ như à, đúng rồi, hình như là vẫn thua. Hình như là vẫn thua. Mình thắng chứ. Ủa cây xe kìa. Mình lên cây xe rồi. Mà có JC anh em ơi. JC lượm về là 7 con nè. Xui là không có Galio. Galio lượm về một phát 3 sao luôn á. Ok, để mình roll nốt nha.
Ô GC nè, 8 con luôn mọi người ơi, bán tâm kia nha. Giờ phải roll hết thôi chứ hết tiền rồi, không nuôi được nhiều con nữa đâu. Không ra con nào à? Nó mình sợ bấm bán nhầm thôi á, phải cẩn thận tí. Đây cái Leo 3. Ok. Ô, Jesse 3 luôn, ngon, 3 con nha mọi người. Thật sự là nếu mà mình còn tiền và cái trận đấu này nó kéo dài được lâu nữa thì mình có thể mình sẽ cố gắng mình nuôi thêm cả con Jerry hoặc là con Tamken nữa, nhưng mà hết tiền rồi. Đội hình này chỉ có nhiêu đó là mắc rồi. 3 tướng 5 vàng 3 sao ở level 8 nha. Không đỡ được đâu. Ở level 8 3 tướng 5 vàng 3 sao thì chịu luôn á. Ồ, Jerry ra khá là nhiều nè. Hết tiền nuôi rồi các bạn. Ba con là mắc binh lắm rồi đó. Nếu như mà cái lõi thứ ba nó ra cho mình cái lõi này mà nó kiểu như là roll free hoặc là roll vượt cấp các kiểu đó, thì nó lại là siêu phẩm nữa. Đây, ba con này nha, Galio, JC và Kai'Sa, đồ Kai'Sa lên cực kỳ đẹp luôn, và nó cũng gọi là con tướng mà lên 3 sao sớm nhất luôn á này, mà lên tầm ra 5 chấm mấy sao á. Quẩy chắc là phải mười mấy ra rồi. Quẩy đúng nhiều nãy giờ luôn á. Chu. Nhảy. Chu. Ok, vậy GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt em, hẹn lần sau hãy chắc rằng nhớ like và stay ủng hộ cho mình nha. Bye bye.